Alo. Alo chị Loan hả? Ừ. Chị mai 3 giờ chị có nhận khách được không? Em qua Lâm buồn với. Ừ, trước khi qua em gọi lại giúp chị thì. Dạ, rồi có chị mai gọi 3 giờ em gọi chị. Ok em. Dạ dạ em cảm ơn. Alo. Chị ơi, anh Tấn là chị. Ok em. Hậu, hậu chạy xuống mở cửa sơ. Ngày nay mấy ca cũng không biết luôn rồi. Ngày nay mình không biết luôn. Quay như tổ tiếng bắt bã rồi quay thôi chứ cũng không biết. Ca. Bình thường là tiền chân quá là đứng tổ tiên kêu quay đi là quay thôi chứ cũng không biết không biết. Tiền sợ. Khải chi mà cái tráng nó bét nó từ người trời đứa không em mà răng em khải ghê đi không em đâu khải đâu. Ừ chắc em khải trong khi ngủ á chứ nhìn là thấy khải rồi đó nhiều khi ngủ khải không biết á chứ còn muốn thăm tà la đây mà hay là lên mụn bự á lên mụn bự cái gì lên mụn à, kia nó vỡ ra đúng không yeah. Bị thầm ngoài nóng trời rồi để cái quạt đó quên. Chắc họ ngại đông á. Dịch nè. Ở dưới nhà mình có hai quạt mà đem cho một cái. Ừ. Quạt nhiều lắm cái này, quạt thì khỏi nó. Quá trời. Trời nãy thấy cô nó ngồi cũng nóng mà cái cô vô cô không vô. Ôi vô chi đông dịch với là cô lớn tuổi rồi thì tội lỡ bị chi. Bà già rồi rứa mà bà cực ghê luôn á biết là con bà không biết đi xe à, con bé nỉ hả con bé con bà à chỉ thấy bà dắt xe là bà chữ mà đi đâu đi chơi với người yêu mẹ chở đi hẹn với người yêu mẹ chở đi xe chứ không biết đi xe bất tiện lắm hả không biết đi nhưng mà kiểu như bị sợ á răng đây nè uống trước kẽ quay nè
Hậu lên chưa? Lại ngầu làm rồi, hỏi lên chưa? Rồi đủ 50 cái để họ đưa bên kia thử làm được không? Nếu trong thời gian không làm được thì rắn. Mai qua nó lấy cái máy về mốt chứ. Nay đủ 50 cái rồi ngưng này, để thử ra bên kia được không, tiếp tục không được thôi. Lì giá mà bé mới tới là lại ngồi. Rồi lấy cái quạt ra để nó ngồi cho nó thoải mái nè. Thì cho chồng nó đông quá. Nhưng mà Loan cũng sợ. Đau. Cục mụn mà cục nấy đã ai dễ sợ. Ông tê rất chừng luôn. Trước 2 thôi, chứ 3 mua ra. Định 3 đây nhưng mà thấy không đủ. 2 phút rồi. Chắc không đủ. Ly quay bên đây không được, cái là hôm qua không gần bằng cái ly thầy, quay cũng ok. Mà gần quá ăn cũng lát. Gần quá phải quen tới mới đầu ly được quá mất luôn nữa. Cái mà đi theo không kịp á. Đứa này sợ đường. Nhà bị nắng đi, con bị nắng đâm rắm này. Trung tường rồi đó. Có trung tường không ạ? Trung tường gì mà
Hay là có chung tường không? À, có chung tường không? Mà đi gầm 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 ấy. Mà chắc không đó. Chung tường là được. Bây giờ họ đâu có cho chung tường rồi đâu. Chung tường là sổ có miếng đó là của ai. Mấy hồi trước mấy chị làm ra tí mất chung gầm gầm. Bà ly bà sợ kìa. Xong rồi cà ly thớ mặt trẻ đi coi còn cục mô đã ăn nói không tiếc. À.